Người đàn ông lửa này không dễ chọc đâu nhé. Hắn vốn dĩ là một nữ thần xinh đẹp của đảo Tefiti, hiền lành tốt bụng, cung cấp đất cho nhân loại. Nhưng loài người tham lam và không hề biết ơn, ngược lại còn ăn cắp mất trái tim của người. Vì vậy dẫn đến việc nữ thần hiền lành này đã biến thành một ác quỷ hung bạo Yaker. Cho đến hàng 100 năm sau, một cô bé xuất hiện và phá vỡ được bế tắc. Cô bé đó tên là Mona, một cô gái được biển cả chọn chúng. Hôm đó Mona ở bờ biển chơi đùa, phát hiện một con rùa nhỏ lạc đàn. Cô bé tốt bụng đưa nó quay trở về biển cả. Không ngờ rằng hành động này đã có được sự yêu mến từ biển cả. Biển cả bảo cô đi về phía trước và giao một miếng ngọc xanh cho cô bé. Không lâu sau bố cô chạy đến bế Mona đi luôn, và viên bích ngọc đó cũng đã bị rơi xuống biển. Có điều đã là đã có lần đầu tiếp xúc với biển cả rồi. Mona có một trái tim mạnh mẽ muốn khám phá đại dương, nhưng mỗi lần bố cô bé đều kịp thời xuất hiện ngăn cản cô. Thời gian cứ thế trôi đi, Mona dần dần lớn lên. Cô bé đã quên đi cuộc gặp gỡ thần kỳ thời thơ bé. Cho đến ngày hôm nay, trên đảo truyền đến một tin xấu. Trái dừa tươi mới mọng nước đã trở nên khô héo và đen xì. Chiếc lồng bắt cá cũng trở nên trống rỗng. Mọi người mất đi nguồn thức ăn. Mona với tư cách là trưởng bộ tộc đời kế tiếp, cô đã đề nghị mọi người có thể ra biển khơi tìm kiếm vùng đất mới. Nhưng bố cô sau khi nghe xong liền nổi cơn tức giận và đánh bay ý nghĩ đó ra khỏi đầu Mona. Nhưng Mona không nghe lời khuyên của bố, vẫn lén lút một mình chèo thuyền ra biển. Kết quả là chẳng đi được bao xa thì bị ngọn sóng đánh về bờ. Tất cả những chuyện này đều bị bà nội Mona nhìn thấy. Bà đưa Mona đến một hang động và nói với cô bé mọi chuyện. Hóa ra tổ tiên bọn họ từng là hàng hải vĩ đại, nhiều đời đặt chân đến nhiều vùng biển khác. Nhưng kể từ sau khi một tên mập tên là Mao Ian trộm trái tim của nữ thần biển cả, nữ thần biến thành một tên ác quỷ, giải phóng quái vật biển và tiêu diệt tàu đánh cá. Vì sự an toàn của bộ tộc, tộc trưởng chỉ đành hạ lệnh giấu toàn bộ tàu thuyền lại và hạ lệnh cấm đi thuyền. Sau khi nói xong, bà nội giao cho Mona một miếng ngọc xanh, nói với Mona đây chính là trái tim của nữ thần. Chỉ có tìm được Mao Y cùng cậu ta trả lại trái tim cho nữ thần thì mới có thể cứu được bộ tộc và biển cả. Không lâu sau, bà nội Mona qua đời. Vì muốn cứu cả bộ tộc, Mona vẫn quyết tâm lên đường giải cứu bộ tộc. Linh hồn bà nội biến thành con cá phát sáng dẫn lối cho Mona. Đêm đó, bầu trời đột nhiên lóe lên sấm chớp, một cơn sóng lớn bao phủ bầu trời và ập về phía Mona. Đến khi Mona tỉnh dậy thì đã đến hòn đảo nơi Mao Y đang ở. Tên mập này không phải người thường đâu nhé. Hắn ăn trộm mất trái tim của nữ thần, khiến nữ thần biến thành một con ác quỷ đáng sợ. Còn bản thân anh ta cũng bị nhốt trên hòn đảo này hàng nghìn năm. Hôm đó, một cô gái đã đến hòn đảo này. Cô muốn thuyết phục anh ta cùng đi trả lại trái tim cho nữ thần. Kết quả Mao Y vô cùng tự luyến, anh ta tưởng rằng Mona là fan của mình, liền khắc tên mình lên chiếc chèo thuyền rồi tặng cho Mona. Mona vô cùng tức giận, trực tiếp dùng chiếc chèo đánh vào bụng anh ta. Mao Y bị đánh chỉ đành đồng ý yêu cầu của Mona, nhưng vừa mới quay đầu thì Mona đã bị lừa vào hang động. Mao Y tự mình chèo thuyền rời khỏi hòn đảo, nhưng Mona là một nữ hán tử đó. Chỉ thấy cô bé linh hoạt trèo lên tượng điêu khắc bò ra từ khe hở trên đỉnh của cái hang. Sau đó dưới sự giúp đỡ của biển cả, Mona nhẹ nhàng đuổi kịp chiếc thuyền. Mao Y nhìn thấy vậy định một mình nhảy xuống biển rời đi, không ngờ rằng lại bị biển cả đưa lên thuyền. Không thể làm gì hơn, Mao Y quyết định cùng với Mona đi trả lại trái tim cho nữ thần. Nhưng đột nhiên một mũi tên được bắn vào chiếc thuyền. Quay đầu lên nhìn thì là một đám quái thú dừa. Bọn chúng đánh lái chiếc thuyền khổng lồ tấn công về phía Mona và đồng thời cướp đi trái tim của nữ thần. Thời gian cấp bách, Mona một mình nhảy lên chiếc thuyền phản kích lại, linh hoạt để tấn công và phòng thủ với một cơ thể khỏe mạnh. Cuối cùng Mona cũng đoạt lại được trái tim của nữ thần, thoát khỏi sự tấn công. Trên đường đi, Mona một lần nữa thuyết phục Mao Y cùng nhau đi trả lại trái tim cho nữ thần. Mao Y cũng nói ra tiếng lòng của mình. Hóa ra anh ta bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sau đó được thiên thần cứu giúp, rồi tặng cho một chiếc lưỡi câu ma thuật mới trở thành bán thần. Từ đó Mao Y có năng lực biến thành bất cứ hình dạng gì. Nhưng bây giờ Mao Y mất đi chiếc lưỡi câu phép thuật, cũng có nghĩa là anh ta mất đi toàn bộ pháp thuật. Muốn đối đầu với ác ma Yaker thì nhất định phải tìm chiếc lưỡi câu trước. Sau đó họ leo lên một đỉnh núi cao. Ở nơi cao nhất của vách đá, Mao Y nhảy lên cao rồi đập thật mạnh xuống, mở được một chiếc cửa đá thần kỳ. Ở phía dưới là một màu đen không thấy đáy. Mao Y dẫn đầu nhảy xuống phía dưới trước, Mona cũng nhảy xuống theo sau. Bên dưới chính là quái thú quốc vương trong truyền thuyết. Chiếc lưỡi câu được đặt trên lưng của một con cua vàng khổng lồ. Thế là Mao Y lấy Mona ra làm mồi nhử, còn anh ta thì leo lên lưng con cua lấy lại chiếc lưỡi câu. Con cua bị chơi đểu vô cùng tức giận, trực tiếp đánh Mao Y không kịp trở tay. Giây phút quan trọng Mona làm ra một trái tim nữ thần giả, rồi lừa con quái thú ngốc nghếch kia. Lúc này mới thành công thoát khỏi nơi đó. Hai người đi về phía trước, cuối cùng cũng đến nơi của ác quỷ hung bạo Yaker. Ác quỷ hung bạo Yaker cuối cùng cũng xuất hiện. Mao Y cầm lấy trái tim nữ thần, biến thành con chim ưng bay về phía hắn, nhưng lập tức bị một cú đấm bay xuống đáy biển. Mao Y mau chóng biến thành một con cá, cầm lấy trái tim của nữ thần. Đối mặt với hàng loạt sự tấn công của Yaker, Mao Y chỉ đành trở lại chiếc thuyền nhỏ. Nhưng ác ma vốn không định tha cho bọn họ, hắn giơ tay lên đánh cho họ một cú. Mao Y liều mạng hết sức chống đỡ, nhưng vẫn không thể thành công. Hai người bị một làn sóng lớn cuốn đến nơi xa. Sau một trận quyết đấu kịch liệt, lưỡi câu ma thuật của Mao Y bị tổn hại nghiêm trọng, không còn lưỡi câu nữa. Mao Y cũng giống như người bình thường. Điều này khiến Mao Y hoàn toàn mất đi tự tin chống lại Yaker. Anh biến thành chim ưng một mình rời đi.
Monaco đơn một mình đưa trái tim nữ thần trả lại cho biển cả. Đột nhiên một luồng ánh sáng từ xa trôi tới, là linh hồn bà nội xuất hiện. Bà nói với Mona, con đã làm rất tốt rồi. Nhất định phải kiên cường, giống như tổ tiên của chúng ta vậy, dùng dũng khí và trí tuệ để chinh phục biển cả. Sau khi được bà nội cổ vũ, Mona lấy lại tự tin một lần nữa lấy lại trái tim nữ thần. Mona lấy hết dũng khí quyết định mang trái tim nữ thần trở về chỗ ban đầu. Iago một lần nữa xuất hiện, không ngừng công kích về phía Mona. Mona điều khiển thuyền gỗ linh hoạt, tránh được tấn công của Iago. Sau đó lợi dụng sương mù thành công tiến vào đảo nữ thần, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì bị cơn thịnh nộ của Iago xông đến. Xem ra Mona sắp bị Iago bắt rồi. Lúc này Maui đột nhiên xuất hiện, chặt đứt cánh tay của Iago. Sau đó Maui yểm hộ Mona để trả lại trái tim cho nữ thần. Lưỡi câu ma thuật của Maui cũng hoàn thành sứ mệnh của nó. Có điều đứng trên đỉnh hòn đảo của nữ thần, Mona đột nhiên phát hiện nữ thần đã biến mất rồi, quay đầu lại nhìn. Mona phát hiện trên ngực của Iago thiếu một trái tim, dường như Mona đã hiểu được điều gì đó. Sau đó Mona giơ cao trái tim nữ thần. Ánh sáng màu xanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Iago. Mona khiến biển cả mở ra một con đường. Sau đó trái tim này cũng được trả lại. Quỷ dữ Iago trong phút chốc cũng trở thành nữ thần xinh đẹp. Hóa ra sau khi nữ thần bị đánh cắp mất trái tim đã mất đi tâm trí, sau đó mới biến thành ác ma. Lúc này Maui cũng trịnh trọng xin lỗi với nữ thần. Nữ thần nhìn thấy Maui mặc dù cũng rất tức giận, nhưng nghĩ lại anh ta cũng là người bị hại, nên không so đo với anh ta nữa và tặng cho Maui một chiếc móc câu mới. Đến khi Mona quay về hòn đảo, nhìn thấy vạn vật sinh sôi nảy nở, lời nguyền của biển cả cũng được hóa giải, bộ tóc lại có thể căng buồm ra khơi một lần nữa, tiếp tục khám phá đại dương thần bí. Bộ phim đến đây là kết thúc. Tạm biệt các bạn.